Rồi bây giờ mình đi nâng ly nè. Bây giờ mình đi cái bàn ngoài góc trước đi. Tới quậy rồi. Cái bài của cô Hương Chuối hồi trước đâu ta? Cái bài gì mà các mẹ lại sai được. Cái ly chị Đông Gieo mà sao sai được. Ly chị mới có màu gì nè. Cũng ly đi mọi người. Cũng ly. Không có nước luôn kìa. Mạnh lên. Cái này không có nước rồi. Không có nước rồi, hơi xìu. Thôi mình đổi bàn đi. Mình đi thẳng vô luôn đi. Sao yếu vậy ta? Giờ qua đó ơi. Mạnh lên nha. Vô cái mạnh luôn ơi. Vô nâng ly đi mọi người ơi. Giờ này chưa có nước đủ đâu cả nhà nữa. Cũng không luôn mà. Vô nè, nâng ly lên nè. 1, 2, 3, vô. Hồ Văn Cường. Xanh đọt chuối. Xanh đọt chuối. Hương chuối. Hồ Văn Cường, number one. Hồ Văn Cường máy định. Em đi xanh đọt chuối thiệt rồi. Để qua bàn trai luôn kìa. Vô nè, bạn trai là chơi hết mình luôn á chứ đó. Vô nè. 1, 2, 3. Hồ Văn Cường. Xanh đọt chuối. Nữ hoàng sân khấu. Nữ hoàng sân khấu tuy hơi mệt nhưng mà cũng chơi tới bến nha cả nhà. Đây chị, tới bàn đây. Chơi hết mình luôn. Hồ Văn Cường. Xanh đỏ chuối. Kêu qua bàn của chị Hồng Phước à. Rồi đi chào từng bàn luôn nè. Rồi đi đã vòng gỡ được cái trứng này. Rồi. 1, 2, 3. Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường. Ờ, cả nhà thấy không à? Giờ FC đang ngồi ăn nè.
À, được cô Hương Trương đi chào bạn hô khẩu hiệu cả nhà. Đó. Chào vô đi, mình không chấm rượu. Chấm rượu vô. Chấm rượu vô. Chấm rượu vô nè. 1 2 3. Hồ Giang Cường. Hồ Giang Cường. Hồ Giang Cường. Xanh đọt chuối. Xanh đọt chuối. Xanh đọt chuối. Mặc dù là các cô chưa ăn nên giọng còn hơi yếu cả nhà. Đây. Bạn chú cuội. Bạn đây. Rồi tới bàn của các cô chơi uống bia đó. Vô nè. 1 2 3. Hồ Văn Cương. 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 Xanh đọt chuối. Xanh đọt chuối. Xanh đọt chuối. Vô. Lên được hả? Còn cái bàn này không lên được nè. Sao thấy cái mỏ chép dữ ta, không có nước dạ. Dạ dạ dạ. Thôi Nguyên ngồi ăn cả nhà, cả nhà. Soda nó không mặn hơn tí nữa. Chú Bụi ăn chưa? Chú Bụi ăn rồi, ăn một nãy giờ thấy đũa gấp dây liệu luôn mà sạch trơn rồi. Dạ sạch trơn hả? Tôi xin nhà người đã, xin nhà hai người, xin hai người.